Tập 26. Dân Quốc năm thứ 17, ông lấy lý do trương binh, tăng cường vật tư quân đội, đã dư được không ít lợi. Tôi không phải người của Phục Hoa. Chuyện hôm nay là tôi làm ầm lên. Nếu muốn định tội thì định tội tôi đi. Các người có thù hận gì với Bạch Mổ tôi? Tại sao phải tung tin đồn? Tôi lưu lạc tới Vân Nam, không có thù oán gì với ông. Nhưng tôi nghe người dân nói, ông khống chế bệnh viện còn cho vay nặng lãi, làm lòng người hoang mang. Với lại ông để cho bọn họ còn chẳng thi đại học, đã vào học chung với nhóm Hải Đường, đó chẳng phải phạm tội sao? Những điều cậu nói là cậu tự mắt thấy, tự nắm chứng cứ sao? Tôi chưa có. Người anh em, cậu to gan lắm. Tiếc là chỉ dựa vào gan thì chưa đủ, cậu rất dễ bị người ta lợi dụng. Tất nhiên, con người tôi trước giờ không đối miệng. Bức tường dân chủ trường các người là tôi đề xuất xây nhỉ? Hôm nay các người chạy tới nhà mắng chửi tôi, mà tôi vẫn mời các người ăn cơm. Lớp giáo viên là tôi muốn mở, nhưng là để nâng cao trình độ giáo dục của giáo viên địa phương. Đúng như lời giám sát Bạch nói, người mà học viên sư phạm Phục Hoa dạy là những giáo viên tương lai. Họ cần không gian để thực hành. Mà giám sát Bạch cũng đã nói, chuyện lớp giáo viên quyền tự do bàn bạc nằm ở trường. Vậy thì các thí sinh kiến nghị lấy sinh viên của học viện sư phạm làm giáo viên, lập lớp giáo viên trung cấp trực thuộc đại học Phục Hoa, thậm chí lập nên lớp học tập sơ cấp với mục đích là giáo dục nền tảng và mở ra lớp đào tạo tố chất xã hội, để mọi người nhận thức về dân chủ văn minh. Thế thì vừa có thể truyền bá văn hóa, vừa có thể dùng nghiên cứu thực tiễn các môn chuyên ngành. Nếu chuyện này được duyệt, các sinh viên sẽ ngay lập tức báo danh lớp giáo viên sơ cấp, đồng thời cũng chào đón giám sát Bạch, người ủng hộ nếp sống dân chủ, từ chối khủng bố trắng tới học chung. Giám sát, nếu ông thực sự ủng hộ dân chủ, chi bằng hãy tới học với chúng tôi, nghe tiếng lòng của người dân. Cha à, món này vừa ngon vừa bổ. Vậy cha nói xem, người ăn đó sẽ không còn là người quan dại nữa phải không? Con bé này ngon lắm. Phục qua các người thường ngày được gọi là thánh địa dân chủ. Cái gọi là dân chủ, một phần trong đó là bảo vệ danh dự và quyền lợi của người khác. Vì thế tôi khuyên mọi người, mỗi lần xây trường dân chủ phải luôn nhớ tới hai chữ dân chủ. Đây là điều mà Bạch Phi tôi gìn giữ. Sở dĩ tôi chào đón mọi người ở Phục Hoa tới Cung Binh chính là gì? Nâng cao trình độ giáo dục của cả Vân Nam. Giáo sư Mạnh có thể trao cơ hội để sinh viên lớp giáo viên hoàn thành việc học. Một năm sau đều đổ hết. Sau đó dựng 6 người này thành sinh viên chính thức của Phục Hoa hay không? Bên bộ giáo dục tôi sẽ cân đối, bảo họ bỏ vốn cho mọi người ủng hộ đại học Phục Hoa. Giám sát Bạch, vậy mình nói trước đi, trong số 6 người này nếu có một người không đạt thì tôi sẽ bỏ lớp giáo viên, đổi hết thành lớp giáo viên trung cấp. Chú Mạnh Mổ, cảm ơn giám sát Bạch đã thông cảm và ủng hộ Phục Hoa tôi. Thank you.
Được, vậy tôi tiễn hội trưởng Trương và tổng bí thư Mạnh. Mười. Hội trưởng Trương, thuốc men sốt rét, viêm phổi, dịch hạch mà bên đường sắt Miến Điện Vân Nam cần hối dữ lắm, xin anh dốc lòng thêm. Giám sát Bạch yên tâm, tôi sẽ về Singapore xây sở, lô thuốc này sẽ chuyển tới danh thôi. Cha, con tới bệnh viện nhé. Hải trần đối phẫu thuật của Trương Khải tuy thuận lợi nhưng chưa qua giai đoạn nguy hiểm. Giờ muộn quá rồi, cha đưa sinh viên về trường rồi tới bệnh viện với con. Dạ thôi, con tự đi được rồi. Vậy sao được? Anh Mạnh, anh cứ đưa sinh viên về trường đi, Hải đường ngồi xe tôi tới bệnh viện. Vậy thì tốt, nhờ anh nhé. Đi. Được. Giám sát Bạch. Chào giám sát Bạch đi. Tạm biệt. Cha, cha ngồi nghỉ đi. Đội trưởng đã cầm được máu, chắc nữa là không sao đâu. Không chết được, vẫn phải mắng đó. Cha, chuyện phá sơn thật sự không thể trách anh đấy. Cha chưa từng trách nó. Chuyện tuyển phi công là cha dán thông cáo giùm, máy bay Tây Sơn là cha sử phụ, còn phá sơn không nói nữa. Không nói nữa đâu. Cha, con xin lỗi. Chuyện phá sơn là tại con. Con không thể chăm sóc cho em đó. Cha giận con thế nào cũng được, nhưng con chỉ mong cha đừng kìm nén trong lòng. Con sợ cha bức bối, con sẽ rất sốt. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Dạ. Dạ, con không nói nữa. Phải rồi cha, con có chuyện này, tôi muốn hỏi cha. Chuyện gì? Con muốn hỏi là sao trên bia mộ của Phá Sơn viết tên Từng Phá Sơn? Đúng là lên đối với con rồi. Không thì chưa chắc còn cơ hội. Hồi nhỏ cha cũng giống như con. Cha mẹ chết sớm, là một thằng nghèo. Hồi ở quê thành Hải Luân cha làm ăn xin, là nhà họ Tăng thấy tội nên cưu mang cha. Nhà họ Tăng tại thành Hải Luân là nhà có học hiếm hoi. Trong nhà có mỗi đứa con trai. Tăng lão gia bảo cha làm thư đồng cho cậu ấy. Năm tuyên thống thứ hai, Tăng lão gia muốn thiếu gia vào kinh dự kỳ thi du học theo diện bồi thường, đã bảo thiếu gia đưa theo cha. Và vị hôn thê mới vừa đính hôn, ba người cùng nhau đi tới Bắc Bình. Nhưng không ngờ là vừa tới Bắc Bình, thiếu gia đã mắc bệnh, chưa thi cử gì mà cậu ấy đã bệnh mất.
Hết cách, bọn ta phải về quê báo tang. Cả nhà họ Tăng khóc chết đi sống lại. Nhưng sau đó cũng không biết nhà họ Tăng nghĩ sao nữa, đưa ra một ý tưởng nhận cha làm con nuôi, còn cả vị hôn thê của thiếu gia cho cha nữa. Năm kế đó thì bảo cha mạo danh Tăng Mục vào kinh thi lại. Chuyến đi này cha đã đậu, nên cha họ Tần không phải họ Tăng. Nhưng cũng khéo, cha và thiếu gia cùng tên, cậu ấy tên Tăng Mục, cha tên Tần Mục. Nhưng kể từ khi thi đậu thì cha đã thực sự thành Tăng Mục. Đi đến Mỹ, sau lại sang Đức học vật lý lý thuyết, tiếp nữa thì học khí động lực học. Cứ như thế thoát cái, thằng già nghèo được người ta nhận nuôi này đã trở thành tiến sĩ kép, còn cưới vợ sinh con ở nhà họ Tăng nữa. Nhà họ Tăng rất tốt với Tăng Mục này, nhưng họ càng đối xử tốt với cha thì trong lòng cha lại càng khó chịu, vì cha không phải Tăng Mục đó. Cha chỉ là tên giả mạo thôi, một thằng quên mất cả tổ tiên. Vậy là đã thành cọng cỏ mất rễ. Đáng buồn, đáng buồn. Cha, cha đừng như thế. Kỳ thi du học theo diện bồi thường là cha tự thi đậu, học vị tiến sĩ kép là cha tự lấy được nhờ bản lĩnh của mình. Cha dạy học 20 năm, học trò khắp bốn phương đều do cha vất vả đào tạo. Hai chuyện khác nhau con à. Khi mới lấy mẹ của Phá Sơn, cha thấy kỳ cục lắm, đó là vị hôn thê của người ta. Sau đó mẹ Phá Sơn đối với cha, người bà ấy thích là cha, không phải thiếu gia nhà họ Tăng. Sau đó nữa đã có Phá Sơn. Năm đó mẹ Phá Sơn tới Bắc Kinh, cha đưa bà ấy tới Tây Sơn gắm hoàng khuôn. Bà ấy rất vui, cha chưa từng thấy bà ấy cười rạng rỡ như thế. Bà ấy nói nếu có thể chụp tấm ảnh kỷ niệm thì hay quá. Nhưng lúc đó cha không chụp được. Kết quả đã thành nuối tiếc cả cuộc đời. Bảo sao, cha cứ hay phạt con tới Tây Sơn chụp ảnh hoàng hôn là chuyện đầy nhỉ. Xem là vậy. Kể ra cha có lỗi với mẹ Phá Sơn quá. Kết hôn xong gần ít xa nhiều, ngoài việc gửi tiền cho gia đình, tổng cộng cha chỉ về quê có 2-3 lần. Cha không có mặt mũi để về con à. Về quê cha chẳng là ai hết, chẳng ra cái gì, chẳng ra làm sao. Cha, dù cha họ Tần hay họ Tăng, thì trong mắt con, cha chính là người cõng con trên lưng từ tấm bé. Con à, cha cũng bắt con theo họ Tăng, con không trách cha đúng không? Sao con có thể trách cha được? Con là con của cha mà. Vậy thì tốt, không nhất thiết phải máu mủ ruột thịt mới là thân. Từ nay về sau, cha cứ coi con như là con trai ruột. Làm khó con rồi. Cha, cô đưa cha về. Được rồi, được rồi. Khỏi, cha tự về.
Đội trưởng sao rồi? Đội trưởng sao rồi? Phẫu thuật thế nào rồi? Cứu được rồi. Vào xem thử đi. Tiểu thư có dặn gì không? Tiểu Ngọc, đi mua cho tôi con gà. À không, mua 5 con đi, gà mái già. Dạ. Mua lắm gà thế làm gì? Trân Châu, cha không cấm con kết bạn đâu. Con có nghĩa khí muốn bảo vệ họ, cha đều hiểu được. Cái cha lo là cô bị người ta lợi dụng, lầm đường lạc lối. Cha, ý cha là sao? Có phải khi nãy con lục tài liệu trong tủ cha không? Con mới vừa lục tài liệu trong tủ cha. Con có một câu hỏi. Cái người tên Lục Tử Nghi, có phải dạo này cha qua lại thân thiết với hắn không? Con nghe đồn người này thủ đoạn tàn độc, lòng tham không đáy, không chừng đã câu kết với người Nhật. Đường đường là giám sát bạch, đừng để hắn dắt vào con đường hại nước hại dân. Lục Tử Nghi là người thế nào? Tất nhiên cha hiểu rõ, không thấy lượt con dạy cha. Cha hỏi con, mấy năm nay con ở ngoài, rốt cuộc đã làm những gì? Giám sát bạch, không cần cha dạy. Con tưởng cha con ngốc sao? Những năm con bỏ già ra đi, chuyện của con, nếu không nhờ cha bao che, thì có được thuận lợi thế không? Con phải nghe lời, cha chỉ có mỗi đứa con gái như thế này thôi. Cha quyết không để con gặp chuyện, con hiểu không? Chính phủ Trùng Khánh quyết không để mặc dân Nam nằm xa tầm quản lý của Trung ương đâu. Một cái là Đảng Cộng sản, một cái chính quyền địa phương. Hai thứ này đều là mầm họa của Tưởng tiên sinh. Thỏ chết chó đem thịt, chim hết cất nỏ đi. Hai thành ngữ này để nói về tình cảnh của cha đó. Cha, thực ra cha chịu nghe khuyên. Cha đã cho Đại học Phục Hoa vào Dân Nam, cha cũng ủng hộ nghiên cứu học thuật và bầu không khí dân chủ của họ, là đã được phần tử trí thức coi trọng rồi. Với lại cha nghĩ đi, họ sẽ đem tới tài nguyên hơn. Chiều nay cha và Mạnh tiên sinh kia không phải đã đối tới tường dân chủ sao? Chẳng lẽ cha muốn để cho tường dân chủ thành đồ trang trí à? Quán triệt kháng dực, thực hiện dân chủ. Nếu cha kêu gọi hưởng ứng được 8 chữ này ở Dân Nam, lực lượng ủng hộ cha sẽ nhiều hơn hẳn đó. Trân Châu, những gì con nói cha sẽ suy nghĩ kỹ càng. Nhưng con phải hứa, sau này đừng để cha lo cho con quá. Còn một chuyện, hôm nay con đã đọc tài liệu của cha. Dầu đốt cho sân bay Du Gia Bá, hình như dạo gần đây phần lớn đều nhập từ Miến Điện.
dầu đốt miếng điện, cha bảo dừng rồi, thủ tục loạn cầu cầu. Cha trích xuất đơn báo thuế là muốn xem thử có vấn đề gì không. Ủy ban hàng không toàn là chuyện lằng vằng. Con đừng có xen vào đó. Hải Đường, mình ngồi xuống đi. Bác muốn nói chuyện với cháu vài câu. Nào. Nãy bác có hỏi bác sĩ, tình trạng sau phẫu thuật của Trương Khải cũng khá tốt. Một hai ngày nữa chờ thuốc tan thì sẽ tỉnh lại. Lát nữa sẽ có người bên trường hàng không tới chăm đó, cháu đừng quá lo lắng. Cháu cũng sẽ ở lại đây. Nhà họ Mạnh là dòng dõi thư hương, con cái nhà này hẳn cũng thấu tình đạt lý, đoan trang hiền thục. Thế nên hồi cháu và Trương Khải còn bé, bác đã bàn với cha cháu sắp đặt mối duyên này cho hai đứa. Tất nhiên giờ mấy đứa là thanh niên mới, cực lực phản đối, hung sự cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nhưng thời gian qua bác thấy cháu và Trương Khải không những về bên nhau mà còn yêu thương, thấu hiểu cho nhau như vậy. Thật sự bác cảm thấy rất là vui mừng đó. Hải Đường, thằng Trương Khải số khổ, mất mẹ từ bé, bác cũng không chăm sóc nó đàng hoàng. Hải Đường, bây giờ người đó cần nhất là cháu. Thực ra cháu cần anh ấy hơn. Cơ mà bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy, để anh ấy bình phục trở lại. Được. Giờ nước mình đã vào giai đoạn sống còn, có rất nhiều việc phải làm, nhiều vật tư phải gom góp. Chuyện này không thể chậm trễ giây phút nào. Vậy nên trời vừa sáng là bác phải về. Bác e rằng không thể chờ Trương Khải tỉnh lại rồi. Có chuyện này nhờ cháu. Bác có một lá thư, chờ nó tỉnh lại gửi nó giúp cho bác. Lúc tới Cung Minh nói chuyện với con, biết con mang chí báo quốc, cha lo nhưng lại rất mừng. Cha đã sớm hiến dân mình cho đất nước. Nếu sau này con ta hy sinh vì nghĩa lớn, cha sẽ không quá đau buồn, sẽ tự ăn no mặc ấm, sống thật ngoan cường. Cha sẽ chăm sóc cho ông nội, con không cần phải bận tâm. Cứ bay lên trời, anh dũng giết giặc. Canh cháu nấu nơm còn ngon hơn bác đấy. Hải Đường, bác gái nhìn xem. Ngửi đi, thơm không? Được đấy nhé. Hầm thêm lát. Ở đây còn một con. Ngày 27 tháng 7, quân Nhật cất cánh từ sân bay Vận Thành và Hán Khẩu. 108 chiếc máy bay đã đánh không kích vào thành phố, ném bom làm chết 575 cư dân
Ngoài ra thống kê được, phi công chủ lực không quân quốc dân đã tổn thất trên 85%. Mệt rồi phải không? Chơi rổ, chơi rổ, chơi rổ. Bóng đẹp, bóng đẹp. Nhanh lên, nhanh lên. Mau tấn công, mau tấn công. Mau lên, mau lên. Trương Khải. Anh. Anh Điểm Kiều. Hải Đường, Đông Lai. Sao mọi người tới vậy? Bọn em tới học lớp thực hành tiện thể khảo sát thực địa, còn các anh đang vào mùa mưa, bọn anh ra huấn luyện giã ngoại, hôm nay cắm trại trong thôn, khéo vậy. Nay bọn tôi cũng nghỉ ở đây. Vậy à? Băng Băng anh hồi phục tốt đó, lâu lắm rồi không thấy anh ấy đầy sức sống như vậy. Trân Châu, tôi chưa kịp cảm ơn cô nữa. Tạp chí y học cô luôn để tâm đến chuyện trị liệu của tôi. Tôi ghét nhất là người ta nói cảm ơn. Không cần, cô đã tìm ra hướng trị liệu giúp anh ấy, cũng xem như là ân nhân cứu mạng, đáng được cảm ơn. Mọi người đã đến rồi thì cùng chơi bóng đi. Được, được. Đi nào. Chặn đi, chặn đi. Bóng. Phòng thủ, phòng thủ. Hay quá. Phòng thủ. Đội trưởng đầu phòng thủ. Phòng thủ. Phòng thủ. Mười sáu sáu. Phòng thủ, phòng thủ. Chơi khá lắm. Đội trưởng cố lên. Mau tấn công, mau tấn công. Đội trưởng, trung đội Hàm Quang cố lên. Trung đội Hàm Quang lại được 2 điểm. Anh ấy hồi phục thể lực nhiều rồi đấy. Ngày càng đẹp trai. Mưa rồi, mau vào thôi. Trú một lát. Mau lên, mau lên. Không sao, cứ chờ tiếp. Mưa to rồi, tạm ngừng đi. Trương Khải, mưa to thế sức khỏe anh không sao chứ? Không sao. Anh Điểm Kiều, anh không sao. Đừng để mưa ướt lách vào. Các anh em, mình có mưa to gió lớn cũng không gì. Được, nào, chơi tiếp. Vậy mình cùng nhau tắm mưa đi, chơi tiếp. Vậy mình cùng nhau tắm mưa đi. Tôi cũng ra. Không bị cảm đấy chứ. Em cũng ra. Chờ tôi với.
Cảm ơn. Cô thấy ánh mắt Trung Quý Lê không? Trung Quý Lê, cô không về trường hàng không à? Em không thích anh gọi như vậy đâu. Gọi Tăng Diệp đi. Thực ra tôi hôm nay em tới tìm anh là muốn hỏi chuyện lần trước nói với anh. Anh nghĩ đến đâu rồi? Thực ra tôi nghĩ kỹ rồi. Lái máy bay vận chuyển, làm tham mưu tác chiến đều không hợp với tôi. Trước đây tôi làm tác chiến viên, giờ là đội phó. Tôi là người phải ra chiến trường sông không. Em trai tôi phá sơn làm được, tôi cũng phải chuẩn bị mỗi lúc. Trung Quý Lê, không còn sớm nữa, cô về hàng không đi. Ánh mắt anh nhìn Trung Quý Lê, tôi nhìn thấy rồi. Trung Quý Lê thích anh Điềm Kiều. Còn tôi được ở một bên xem là được rồi. Thầy Trần Đại Dung có nói thích một người là tâm sự của mình, chẳng liên quan gì đến việc người đó có thích mình hay không. Chỉ cần mình được thích người đó đã là vinh hạnh lắm rồi. Thầy Trần Đại Dung là tình yêu không mong đáp lại. Từ nhỏ đã thấy thầy Trần tặng hoa cho cô Khang, thể đã vinh hạnh cả nửa đời rồi. Nhưng tôi thấy ánh mắt anh Điểm Kiều nhìn Trung Quý Lê không giống với ánh mắt tôi nhìn Hải Đường lắm. Cha mẹ em tới Cung Minh rồi, em muốn hẹn anh đi ăn với họ. Trung Quý Lê, cô xem, chúng tôi huấn luyện giả ngoại thật sự không đi được. Cơm thì khỏi đi. Phải rồi, với cả găng tay da lần trước cô tặng nhỏ quá, tôi đeo không vừa. Bữa nào tôi đem trả cô. Em về trường hàng không đi. Tôi tiễn cô. Không cần, em không sao. Trung Quý Lê, tôi có chuyện muốn nói với chị. Nói đi. Tôi từ khi gặp chị ở sân bay Nam Uyển, tôi đã biết chị thích anh Điểm Kiều rồi. Tôi chỉ anh ấy mới vừa từ chối tôi.
Tôi không muốn thừa cơ hội. Thừa cơ hội? Cậu em bao nhiêu tuổi rồi? 21. Vậy cậu có biết tôi lớn hơn cậu 5 tuổi không? Không sao cả. Tôi cũng biết chị thích anh Điện Kiều, nhưng mà tôi sẽ cố gắng trở thành người đàn ông có thể bảo vệ cho chị. Cậu thấy tôi có cần bảo vệ không? Dù bên ngoài chị trông mạnh mẽ thế nào thì chị cũng là cô gái. Cậu em Mạnh Hải Trần. Có. Sau này cậu sẽ thích cô gái xứng đáng với mình hơn. Không. Tôi quý Lê. Chị đợi thêm đi. Chị đợi tôi đủ lớn mạnh, có năng lực bảo vệ chị rồi, tôi có thể bay một mình. Trung Quý Lê. Trong họ vui quá. Anh cũng vui lắm. Anh vui chuyện gì? Đây là gì? Đây là mật mã anh phát minh hồi học trường quân sự ở Mỹ. Gọi là mã sau mai. Mã sau mai sao? Vừa nãy anh lấy mã. Anh mãi mãi yêu em. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn lòng anh luôn có em. Em biết, lúc đầu anh muốn kết hôn với em là vì nghĩ mình bị thương, không thể bay nữa. Sau đó phẫu thuật bình phục lại rồi, thế nào anh cũng muốn lên trời đón địch, có đúng không? Anh biết rồi. Con người của anh, trái tim anh, phần lớn trao cho quốc gia, phần còn lại chứa em. Cơ mà em không hề trách anh. Thật đó. Trái lại em thích anh. Em biết trước khi đuổi người Nhật ra khỏi Trung Quốc, anh sẽ không yên tâm xây đắp ngôi nhà nhỏ của chúng ta. Thế nên anh cứ yên tâm đi chiến đấu đi. Em sẽ luôn chờ anh. Giống như thầy Lang nói, khi đầu trời quang mây tạnh, nước non hòa bình, đi đến đâu cũng hân hoan tột cùng, thì mình sẽ kết hôn. Nếu phải chờ rất lâu thì sao? Tóm lại em mặc kệ, em cũng muốn bám lấy anh, cả đời không lấy ai quậy anh đâu. Được rồi, bất kể là bao lâu, dù đến lúc đó anh thành ông già thì cũng sẽ rung lẫy bẩy chống gậy tìm em bái đường thành thân. Mình đính hôn đi, làm luôn tối nay. Gấp gáp vậy, còn chẳng có tính vật gì nữa. Có. Em xem, đây là chòm sau phi mã. Đó là alpha, beta, gamma của nó. Cộng thêm alpha của chòm sau tiên nữ bên cạnh. Có giống viên kim cương không? Phong yu chi.